Nam có một bộ trà bách hoa China xưa cực kỳ đẹp, với gồm có một cái ấm, một cái ấm trà hay quá. Thế chiếc ấm này thì bên trong nó sẽ có lọc đấy, và những cái nét vẽ bách hoa được nghệ nhân vẽ tay hoàn toàn luôn. Cái cốt khá là dày và nặng tay ấy quá. Đấy, chiếc bình cái vàng đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Cốt rất là nặng tay ạ, lành tích nguyên vẹn luôn. Đấy, cái này thì có một ấm và kèm theo 6 set. Bác nào mà mê sưu tầm dòng này thì hôm nay có đầy đủ cho các bác. Bộ này thì có một cái tách, mọi thứ là còn lành lặn hoàn hảo. Cái này có một cái tách và có một cái chấm, chấm nó ruồi á. Một đường, à cái này không có đường ạ. 6 set và một ấm, và kèm theo nó có thêm một cái đĩa ở bên ngoài. Đĩa này size to 27 cm ạ.